Xin chào, hôm nay mình sẽ test cái bò sinh điện bật tơ ha. Ở đây mình sẽ cấp nguồn 12V ở đây, rồi ở đây mình cấp từ cầu DC mà 310. Đấy, mình sẽ bật điện test, nó có sốt tạt lên và dạng sóng nó có ở sinh mô phỏng ha, thì nó cũng có một xíu nhiễu lên hàng, nhưng mà thấy là có vẻ là cũng khá là mịn. Nhưng mà thấy là với cái sóng này thì sẽ đạt yêu cầu chất lượng cho quạt chạy nè, với những cái tải công suất phù hợp cho sử dụng trong gia đình chuẩn xin.